mà. Con ơi, con nhìn tuổi bao nhiêu vậy? Thằng anh chưa nói gì cả. Con mừng tuổi bao nhiêu? Con này em út trong nhà, con mừng tuổi bao tờ bao nhiêu đấy? Tờ này con được mừng 20 tuổi. Ui, ui, rơi lơi. Sao cho con không phải? Thôi, cứ để. Con cho em, con cho bố đâu mà bố. Biết rồi, nhưng để bố nói con không phải ra tiền đâu. Đây là những số tiền con đi, con được mừng tuổi đúng không? Vâng. Thế bây giờ con để đấy, con tiêu đi, con tiền con đâu? Đây. Đấy, có nghĩa là bây giờ nhá, tất cả các em mình hôm nay là bắt đầu đến làm việc đầy đủ rồi anh em ạ. Và bé mỡ thì gì, chưa xuống nhà chào các chú và chưa được tiền mừng tuổi anh em ạ. Đấy, nên tôi nghĩ ra ý tưởng này nhá. Huy, mình vừa đưa cho Huy khổng lồ 500 nghìn này. Tí nữa con xuống là con phải tiêm phong mừng tuổi tờ to nhất đầu tiên, con hiểu chưa? Con nghèo nhất, con ít tiền nhất, con nhỏ tuổi nhất, con mừng tuổi 500 nghìn thì các anh của con là phải theo hết, hiểu chưa? Không là xấu hổ xong là bố suýt xoa, hiểu không? Bố cảm ơn, bảo là con đã làm gì ra tiền đâu mà mừng tuổi em nhiều thế như này nọ, con học không? Con cũng là đây, con được mừng tuổi, con mừng tuổi lại cho em thế này nọ. Con ở đây là bố mẹ kiểu như no cho hết rồi, chả tiêu gì tiền đây đấy. Nói như thế, nói làm thế nào để cho chúng nó là phải xấu hổ đấy. Nên là khi Huy mà mừng tuổi đầu tiên mà như thế thì hôm nay bé mỡ sẽ được khư khứ lì xì ấy. Hôm nay sẽ là lao động chính của gia đình nha con nhỉ. Tất cả trông chờ vào mỡ đấy, tốn vỉ tốn sữa lắm, bây giờ phải đi kiếm đấy. Ừ luôn nào. Bây giờ anh em tôi sẽ xuống nhà nhá. Ok anh em. Ôi trời ơi, chúc mừng năm mới. Ôi, chúc mừng năm mới các chú các bác, với các chú các anh. Hôm nay các chú các anh đông đủ thế này trả xuống nhỉ, không xuống là ký trên phòng cứ lú trên đấy là không kiếm gì. Thế thằng nào chúng mày chờ đúng đến đúng mùng 10 chúng mày mới đi làm đúng không? Đây, coi đúng mùng 10 đấy. Hả? Tại lúc con lên phòng mỡ rồi, con từ chỗ mỡ nhưng bố mẹ ai hốt thì mà. Con ơi, con nhìn tuổi bao nhiêu vậy? Thằng anh chưa nói gì cả. Con mừng tuổi bao nhiêu? Con này em út trong nhà, con mừng tuổi bao tờ bao nhiêu đấy? Tờ này con được mừng 20 tuổi. Sao con không phải? Thôi, cứ để. Con cho em, con cho bố đâu mà bố. Biết rồi, nhưng để bố nói con không phải ra tiền đâu. Đây là những số tiền con đi, con được mừng tuổi đúng không? Vâng. Thế bây giờ con để đấy, con tiêu đi, con đúng rồi, triệu mà bây giờ con mừng tuổi hết cho em. Mừng cho em ăn no cho lớn. Mừng tận 500 mà. Ôi, con có tiền con mừng nhiều hơn rồi. Đúng là nghèo nhưng mới ít tuổi mình chưa kiếm ra tiền, nhưng mà này là hào phóng mà phóng khoáng nhất này. Đây tờ bao nhiêu hả? Mày nhìn không anh này? 20. Ôi giời ơi, mơ cảm ơn anh Mi nhá. Thôi nhận của anh sau này anh nhận được tiền này không? 500 nghìn thôi này. Tại con ở nhà bố mẹ con mình nhìn có nhầm đâu nhỉ? Anh nhìn có nhầm đâu tiếng nhỉ? 500 nghìn nhỉ? Đấy của con. Không, em nhìn thấy chưa? Tờ nào? Hoàng Công? Em nhìn thấy đâu? Trung ơi, đó. Anh vợ của con mừng tuổi hẳn cho em mơ 500 nghìn này. À, con kia là anh vợ của con kia. Đấy, tự nhiên thế chẳng lẽ anh không mừng.
Lúc mà tùy tâm. Không, bố ạ, bố cầm ấy. Tùy tâm đấy là bà không của anh em ăn làm được cho tùy tâm thôi. Chỉ cần một Huy hoặc hơn Huy là cũng được rồi. Huy được hơn Huy. Bố mày tin nhá.
đây con giảm chơi. Thôi thôi thôi, ai uống đi. Con giảm chơi xuống con kiếm ăn tí thôi bây giờ. Được rồi. Ok. Con chú nào mới anh em mừng tuổi nữa. Ui, thôi. Anh em đi thẳng ngoài nào đi. Kiếm ăn quá.